Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị một cái kho nha anh chị. Gần quốc lộ 1A luôn, gần chợ luôn nha anh quý anh chị. Tổng diện tích là 397 m², giá chỉ là 1 tỷ 700 triệu, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Ở đây thì trước mặt quý anh chị nha, đây là đường nhựa nha. Đường nhựa này xe khoảng là 2,5 tấn 3,5 tấn vào được nha anh chị. Thì con đường trước mặt này chúng ta đi ra khoảng đây khoảng tới 200 m này là tới là chợ Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đó ngay chỗ là quốc lộ 1A luôn. Thì ngay chợ Long An chúng ta quẹo phải khoảng là 1 km là về ngã tư Lương Phú. Về chạy mới quẹo tay trái thì khoảng là 3 km về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Ở đây thì cái kho trước mặt quý anh chị nha, hai mặt tiền 397 m², giá 1 tỷ 7 nha anh chị, vẫn còn thương lượng nha. Hiện tại là đất cây lâu năm nha anh chị. Thì cái kho chúng ta là hai mặt tiền nha, thì chiều ngang nó là 13 m nè, từ cái hàng rào nè, ở đây nè, ranh hàng rào đây nè, qua tới bên đây nè thì 13 m. Còn cái chiều dài mà xuống mấy dưới á, từ cái trụ rào này xuống dưới là 27 m nha anh chị. Thì đường trước nhà chúng ta là đường thông nha, đường này chúng ta đi về là chợ Bến Tranh nha anh chị. Đây à, quay sơ cho quý chị xem nha. Thì có một phần sân còn rộng ha, còn ở trong là phần tiền chế nha anh chị. Rồi thì chúng ta sẽ tham quan nha anh chị. Thì cái kho này tại là ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì bảo vệ ngoài là có hai cánh cổng cổng luôn nè, nó bằng sắt nha anh chị. Thì bên trong hết ở đây nè, chúng ta có thể nhìn thấy nè, à, tráng xi măng hết rồi và tường rào ranh giới rõ ràng hết nha anh chị. Đó, gia chủ cần bán lại nha. Thì tiền chế này khá là cao à, nó cao cho khoảng 5-6 m à, đó thông thoáng luôn. Thì em thấy quý anh chị có thể là làm một chỗ chất rau cũng được ha, kho gì cũng được nè, kho nhỏ nhỏ thôi, à, đại lý cấp 1, cấp 2 gì đó. Này gia chủ cần bán nha anh chị. Thì bên trong này phần sân còn khá là rộng ha, mảnh đất chúng ta là 397 m². Thì bên đây là có một cái phòng nè, thì chúng ta có thể làm phòng ngủ ha, hoặc là phòng mà tiếp khách cũng được nha anh chị. Ở đây thì bên trong thì tường ốp gạch cao 2 m nè, ở trên là la phong, à ở dưới cũng lót gạch rồi. Chung là tại vì gia chủ không có thời gian mà quét dọn á, chứ không có sử dụng nữa ha, kinh doanh một ngành nghề khác nên nó là cần bán lại nha. Thì cái phần này thì bên đây là có cái cửa sắt kéo nè, có khu vực gian bếp luôn nha anh chị. Thì chúng ta là có hai nhà vệ sinh, có chỗ rửa chén luôn. Thì quý anh chị xem có thể cảm nhận nè, một điều thì nếu mà chúng ta xây lên cỡ dày là em thấy là 200-300 triệu xây không nổi đâu nha anh chị. Này, hệ thống điện có sẵn ha, nước có sẵn ha, này bếp nè, đây là một nhà vệ sinh, đây một nhà vệ sinh ha, cũ ha, chúng ta mua thì sửa sang lại thôi nha. Tiếp theo đây là nhà sinh thứ hai nè, đó. Cũng cơ bản thôi, tại là không mà dọn dẹp nha anh chị. Rồi thì em xin tóm gọn nha. Thì cái nhà kho này là tổng diện tích là 397 m², ngang là 13 m, dài bên đây là 27 m, tại là ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hai mặt tiền đường nhựa nha, giá 1 tỷ 7, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Cách cái quốc lộ 1A ngay chỗ là chợ Long An á, khoảng là 200 m thôi nha anh chị. Rồi thì cuối clip á, em sẽ chạy từ cái đoạn đường này ra cái chỗ chợ Long An, quốc lộ 1A cho quý chị xem nha. Thì đất chúng ta hướng này quay về hướng Tây Nam nha anh chị.
Nhìn xung quanh dân cư có nè. Đây. Cũng bên đây thì giáp với mấy đất trống với cái nhà. Đối diện chúng ta mảnh vườn. Thì xung quanh không có mã mồ nha anh chị. Rồi quý anh chị nào có quan tâm đến cái nha kho này cứ vui lòng liên hệ em nha. Số điện thoại em có ghi trên màn hình nha anh chị, 0901678768. Thì chúng ta sẽ đi xem cái kho này và thương lượng trực tiếp giá cả nha anh chị. À, cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản Miền Tây nhé. Xin kính chào.